thay mặt ban tổ chức xin kính mời các vị đại biểu, các ông, các bà, các hội viên, hội người cao tuổi vào trong hội trường đã đến giờ làm việc. Đề nghị các chi hội kiểm tra quân số đại biểu hội viên của mình để bảo đảm chương trình. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị, phần nội dung thứ nhất tôi xin trân trọng giới thiệu bà Vinh lên điều hành chương trình ca nhạc chào mừng ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 10 năm 2024. Xin mời bà Vinh lên điều hành phần thứ nhất. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cụ, thực hiện phương châm sống của người cao tuổi đó là sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Câu lạc bộ dưỡng sinh người cao tuổi xã Hoàn Long được thành lập ngay sau khi được công nhận đảng bộ dưỡng sinh ra đời, đã đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của đông đảo hội viên người cao tuổi. Vì vậy, số hội viên tham gia câu lạc bộ ngày càng nhiều. Chế độ tập luyện ngày càng được duy trì đều đặn, kỹ năng tập luyện ngày càng được điêu luyện. Qua tập luyện, mọi người đều thấy sảng khoái, phấn chấn, vui vẻ về tinh thần, phong cách hoạt động của cơ thể con người được nhanh nhẹn, hoạt bát, khỏe mạnh hơn. Các bệnh mãn tính của người già dần dần được đẩy lùi, từ đó tạo được không khí tập luyện ngày càng sôi nổi, hào hứng và hấp dẫn. Hoạt động câu lạc bộ dưỡng sinh của người cao tuổi trong lực lượng nòng cốt trong phong trào thể dục thể thao trên địa bàn cả xã
đời của chị không? Theo điều còn riêng do tốt ca bắt đầu trong câu nào của Thôn Tài Mạnh trình diễn. Chúc mừng ngày hội hôm nay.
Thank you.
trân trọng cảm ơn các đoàn ca sĩ của các chi hội trong toàn xã.